Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Kính thưa các anh chị, trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q. Với ở thời điểm hiện tại, rất nhiều các cái linh kiện, phụ kiện của Toyota cung cấp về thị trường Việt Nam với dòng sản phẩm Toyota Camry đang thiếu khá là nhiều. Tuy nhiên, ở trong tháng 7 và tháng 8 này thì một lô xe của nhà máy Toyota Việt Nam đã cung cấp về thị trường Việt Nam. Vì vậy là đối với ở thị trường trong tháng 8 này, chúng ta sẽ có một vài cái mẫu xe, sẽ có nhiều xe để mang tới quý vị và tất cả các bạn. Với Camry ở thời điểm hiện tại, những cái dòng xe như phiên bản 2.0G, hay phiên bản 2.0Q hay là hai biển phiên bản 2.5 hiện tại đang có sẵn tại đại lý. Còn đối với phiên bản Hybrid thì sẽ phải ký chờ ít nhất là tầm 1 cho đến 2 tháng. Đó. Trong clip ngày hôm nay thì Quyết cũng sẽ chia sẻ trực tiếp dành cho các quý anh chị về khuyến mãi, option và cũng như lăn bánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh với dòng sản phẩm Toyota Camry. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình, phiên bản có mức giá bán là 1.370.000.000 đồng, phiên bản 2.5Q. Phiên bản 2.5Q ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có màu đen và màu trắng có thể giao ngay dành cho quý vị và tất cả các bạn. Và để lăn bánh được xong đối với dòng sản phẩm này thì sẽ rơi vào khoảng hơn một chút 1 tỷ rưỡi. Vì vậy là cụ thể như thế nào về mức giá ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Thì Quyết sẽ để bảng giá lăn bánh chi tiết ở trên màn hình để cho quý anh chị chúng ta có thể theo dõi. Với mức giá này thì chúng ta sẽ cộng với như Hà Nội thì chúng ta sẽ cộng thuế là 12%, ở tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ là 10%, còn với tiền biển ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội sẽ là tiền biển 20 triệu, còn ở tỉnh thì tùy từng tỉnh mọi người nha, thì sẽ từ dao động 500 cho tới là 2 triệu đồng. Với phiên bản Toyota Camry phiên bản 2.5Q và phiên bản 2.0V là được quý anh chị chúng ta lựa chọn nhiều nhất, bởi thứ nhất là mức chênh lệch giá là 185 triệu đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì cái option mang lại cho cả hai chiếc xe này thì Quyết thấy tương đương giống nhau. Camry phiên bản 2.5Q thì cũng chỉ khác một chút xíu, thí dụ như là chúng ta được trang bị thêm một hai cảm biến phía trước. Đây. Còn đối với phiên bản 2.0Q thì chúng ta chỉ có hai cảm biến góc thôi, thì tổng cộng là 6 cảm biến. Còn đối với phiên bản 2.5Q thì sẽ là 8 cảm biến liền. Khác biệt thứ hai đó chính là cam 360 sẽ được trang bị trên phiên bản 2.5Q, còn đối với phiên bản 2.0Q thì sẽ không có. Khác biệt thứ ba đó chính là khối động cơ ở đây. Với động cơ là 2.5 thì chúng ta sẽ có một sản sinh công suất mã lực lên tới là 207 mã. Còn đối với phiên bản 2.0Q thì sẽ chỉ là 175 mã mà thôi. Chênh lệch nhau và đi kèm với cả hộp số của phiên bản 2.5 sẽ là hộp số 8 cấp, còn phiên bản 2.0Q sẽ chỉ là hộp số CVT. Nên nếu quý anh chị mà chúng ta hay đi đường trường nhiều hoặc là chúng ta cần chở và sự công suất lớn thì chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản này. Còn để tiết kiệm 185 triệu đồng thì mọi người nên chọn phiên bản 2.0Q với option cũng tương đương, chỉ ít hơn một chút xíu mà thôi. Đó, thì mọi người chọn phiên bản nào. Còn phiên bản cuối cùng mà Quyết muốn nói cho mọi người về phiên bản mà đang có sẵn tại đại lý, phiên bản 2.0G có mức giá bán là 1.070.000.000 đồng. Với phiên bản này thì chúng ta đang có chương trình giảm giá dao động từ khoảng 25 cho tới 35 triệu đồng với phiên bản 2.0G. Đây là mức giá mà Quyết nghĩ là khá là tốt. Tất nhiên là dành cho những quý anh chị mà chúng ta có thể mua xe dành cho công ty, cho trưởng phòng hoặc giám đốc để chúng ta đi, hoặc đi cá nhân chúng ta cũng không cần quá nhiều các tính năng option, chúng ta cần cốt lõi của chiếc xe thôi. Hộp số CVT, chúng ta vẫn có đầu DVD kết nối Android Auto, Apple CarPlay, vẫn có độ rộng rãi đầu ở bên trong xe, thì chúng ta vẫn có là điều hòa hai vùng độc lập, ghế điện chỉnh 10 hướng đó, và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, rất đầy đủ các tính năng. Mọi người có thể quan sát ở phía bên trong khi mà chiếc xe này đã được lắp toàn bộ là trải sàn 6D rồi. Đây là lắp thêm cả nhà nhá. Đó, rất là đẹp. Thì khi mà chúng ta đến với Toyota, chúng ta sẽ được lựa chọn các cái màu ở bên trong sàn nội thất. Ngoài ra thì xe đã được dán kính 3M. Đó, mọi người có thể quan sát ở phía bên trong. Xe đã được trang bị là phanh tay điện tử Auto Hold, đầy đủ các tính năng trợ lực điện trên xe. Như phiên bản 2.5 này thì chúng ta được trang bị thêm một số các tính năng như là gói an toàn Toyota Safety Sense. Đây là một trong những cái gói công nghệ mà cao cấp nhất của Toyota đang được trang bị. Còn ngoài ra thì sẽ được tự động tính khoảng cách, tự động phanh khi mà lùi nữa, khi gặp chúng ta gặp chướng ngại vật. Hàng loạt những tính năng an toàn đó sẽ được trang bị ở trên Camry năm 2022.
Các bạn nghĩ sao? Nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình và đội ngũ Happy Car cũng như Toyota cũng sẽ phục vụ các quý anh chị một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người lần nữa. Còn được bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.